Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu anh em cái đôi giảm sóc sau của con Ford Focus với cả con này, cái đôi này dùng chung của con Mazda 3 nhé. Đấy, mình đo tổng cái chiều dài của nó nhé, là nó là 49 cm. Từ tâm thì nó tương đối thôi nhé, từ tâm của nó thì nó là 47 nhé. Đấy, tâm 47 7 cm. Hàng này là của Nhật nhá, KIB của Nhật. Đấy, anh em đây mình cho anh em xem. Đấy, đây, đây này, đấy, hàng KIB này nhá. Nhìn này, KIB này. Anh em cần phụ tùng gì thì cứ Zalo cho mình nhé, 097 995 1845 nhé. Xin chào anh em nhé.